Hi everyone, welcome back to lờidạyhay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lờidạyhay.com. Today we learn Unit 10, Cities of the Future. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về bài số 10, đó là các thành phố của tương lai. Lesson 3. Can you talk about problems of cities and things that could improve them? Write a report about a city of the future. Writing skill, writing more efficiently using perfect participle clauses. Trong tiết số 3 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nói về các vấn đề của thành phố và đưa ra những việc mà chúng ta có thể cải thiện các vấn đề này. Và chúng ta sẽ viết một báo cáo nói về một thành phố của tương lai. Trong phần kỹ năng viết, các em sẽ học cách viết hiệu quả hơn bằng cách là sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào phần đầu tiên, Let's Talk. Phần đầu tiên là phần luyện nói. Chúng ta sẽ đọc yêu cầu phần đề bài nhé. In Paris, look at the picture. How is this future city different from cities of the present? What current problems might this city solve? Bài này yêu cầu chúng ta như sau. Hãy làm việc theo cặp này. Nhìn vào bức tranh dưới đây. Thành phố tương lai này có khác với thành phố hiện tại như thế nào? Và thành phố này có thể giải quyết những vấn đề hiện tại nào? Vậy các em thấy trong bức tranh này đúng không? Cái phương tiện đó, cái phương tiện giao thông đã bị thay đổi rất là nhiều đúng không? Đó, cách mạng giao thông vận tải sẽ dựa trên nền tảng của các phương tiện tự động và chạy bằng điện. Đó, xăng dầu và năng lượng diesel sẽ hoàn toàn biến mất. Đó, và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? À, cây xanh sẽ được trồng nhiều nơi và ở mọi nơi. Người máy sẽ xuất hiện nhiều hơn, ví dụ như có thể là các loại như là robot quét nhà đúng không? Robot lái xe, trợ lý ảo giúp con người xử lý công việc. Và thành phố này sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến ví dụ như là gì nhỉ? Ô nhiễm môi trường này, nhiên liệu hóa thạch được thay thế bằng nhiên liệu nhiên liệu từ năng lượng hạt nhân này, hay là thủy điện này, điện mặt trời, điện gió đúng không? Nghĩa là cái phần nhiên liệu hóa thạch đã bị thay thế rồi. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau nói lại phần này nhé. Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là rồi đây là phần Let's Talk. Đầu tiên nhìn ở bức tranh thì chúng ta thấy rằng là cách mạng giao thông, đúng không? Cách mạng giao thông vận tải sẽ dựa trên cái nền tảng của các phương tiện tự động đó và chạy bằng điện. Đó. Và cái loại xăng dầu đúng không? Và các nguyên liệu chạy bằng dầu diesel thì sẽ hoàn toàn biến mất. Đó. Thì chúng ta có thể nói như sau. The transportation revolution will be based on autonomous and electric vehicles, gasoline and diesel power will completely disappear. Đó. Các loại xăng dầu và năng lượng điện, năng lượng diesel đúng không, sẽ hoàn toàn biến mất. Cây cối đúng không? Will be planted. Cây cối sẽ được trồng nhiều hơn, chẳng hạn planted more. And planted everywhere. Và được trồng ở mọi nơi đúng không? Everywhere. Đó. Để lấy ví dụ như vậy trong bức tranh. Bây giờ ý thứ hai chúng ta có thể trả lời là gì nhỉ? Cái thành phố này sẽ được giải quyết vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, đúng không?
Thì chúng ta có thể nói là gì nhỉ? This city will solve problems. Will solve problems related to environmental pollution. Environmental pollution. Các vấn đề liên quan đến môi trường, ô nhiễm môi trường. Fossil fuel will be replaced. Will be replaced. Các nhiên liệu hóa thạch thì sẽ được thay thế by fuel from nuclear, bằng các nhiên liệu từ các nhà máy hạt nhân chẳng hạn, đúng không? Từ năng lượng hạt nhân, from nuclear energy. Đó. Hay là gì nhỉ? Thủy điện, đúng không? Hydroelectricity. Hydroelectricity. Hoặc là gì? Điện mặt trời, solar power. Solar power. Hoặc là điện gió, wind power. Đó, rất nhiều loại năng lượng. Rồi, ok. Vậy đầu tiên chúng ta thấy rằng trong bức tranh này đây chính là một cái sự cải cách, đúng không? Cải cách về giao thông vận tải. Và sẽ dựa trên cái nền tảng của các phương tiện tự động và các loại phương tiện chạy bằng điện. Và tất nhiên là các loại phương tiện chạy bằng xăng dầu và năng lượng diesel sẽ hoàn toàn biến mất, đúng không? Đó, và cây xanh sẽ được trồng nhiều hơn và trồng ở mọi nơi. Và thành phố này sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường. Đó, nhiên liệu hóa thạch sẽ được thay thế bằng các loại nhiên liệu từ năng lượng hạt nhân, đúng không? Hay là thủy điện, điện mặt trời hoặc là điện gió. Chúng ta sẽ cùng nhau nói lại phần này nhé. The transportation revolution will be based on autonomous and electric vehicles, gasoline and diesel power will completely disappear. Trees will be planted more and planted everywhere. This city will solve problems related to environmental pollution. Fossil fuels will be replaced by fuel from nuclear energy, hydroelectricity, solar power, and wind power. Now, we move to next part, listening. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, kỹ năng nghe. Chúng ta cùng đọc yêu cầu đề bài. A. Listen to students in a class. What does the class think is the most important problem to fix? Bài này yêu cầu chúng ta là hãy lắng nghe học sinh trong một lớp học và cả lớp nghĩ là vấn đề quan trọng nhất cần khắc phục là gì? Chúng ta sẽ nghe và trả lời phần này. Chúng ta đọc luôn yêu cầu phần B. Now, listen and complete the table. Bây giờ hãy đọc và điền thông tin vào trong bảng sau đây. Chúng ta có hai cột: problems là vấn đề và solution là giải pháp. Các vấn đề có thể xảy ra đó là congestion, tắc nghẽn, đúng không? Giải pháp đưa ra là gì? Ban cars and buses, cấm ô tô và xe buýt. More security cameras, thêm camera an ninh. Fewer cars and buses, ít ô tô và xe máy hơn, và xe buýt hơn, đúng không? Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau nghe file nghe số 60 và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi, cả phần A và phần B luôn các em nhé. Unit 10, Cities of the Future, Lesson 3, Listening. Listen to students in a class. Good morning, class. Today we are going to talk about problems we can find in cities and then discuss some solutions. Okay. So can anyone tell me a common problem of cities? Chris? Yes, I think congestion is a big problem. My dad gets so angry when we drive anywhere. That's a good idea. There are so many vehicles in most cities.
It can take too long to get to places. How do you think we could fix that, Jennifer? What if we banned cars and buses? That could work. I think people need them. I think building a subway would help. If people use that, there would be less people driving. Some very good ideas. What other problems can you think of? Yes, Nancy? I think crime is a problem. My mom got her purse stolen a month ago. Great idea. Crime is a problem in lots of big cities. How do you think we could improve it? I think there should be more security cameras. It would help the police catch the criminals. And there should be more police officers. Both good ideas. Thank you. What other problems? Pollution. Yeah, pollution. Okay, how can we reduce pollution? We could use renewable energy instead of fossil fuels. And have fewer vehicles in town. Great. So which of these do you think is the most important problem for us to fix? Hands up for congestion. 3 people. And crime? 5. Finally, pollution? 3. Okay, crime it is. So, what other solution? Rồi, chúng ta vừa nghe xong một đoạn có thể nói là một cái thông tin trong một lớp học, đúng không? Có rất là nhiều học sinh đã phát biểu cùng với các câu hỏi của cô giáo đưa ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn phần transcript và chúng ta sẽ xem rằng nội dung của bài học ngày hôm nay có nói về vấn đề gì nhé. Chúng ta cùng xem. Đầu tiên, cô giáo có nói là gì nhỉ? Good morning, class. Today, we are going to talk about problems we can find in cities and then discuss some solutions. Cô giáo đầu tiên có nói là gì nhỉ? À, chào buổi sáng cả lớp, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ nói về những vấn đề mà chúng ta đã có thể tìm thấy ở các thành phố và sau đó là các thảo luận về một số giải pháp. Student, okay. Học sinh thì bảo, vâng ạ, đúng không? Teacher, so can anyone tell me a common problem of city? Chris? À, vậy thì ai có thể cho cô biết là một vấn đề chung của các thành phố là gì không? Chris? À, và Chris nói là gì nhỉ? Yes, I think congestion is a big problem. My dad gets so angry when we drive anywhere. Chris nói là, vâng, đúng không? Em nghĩ tắc nghẽn là một vấn đề rất là lớn. Bố em rất là tức giận khi khi cả nhà em, đúng không? À, lái xe đi bất cứ đâu. Teacher, that's a good idea. There are so many vehicles in most cities. It can take too long to get to places. How do you think we could fix that, Jennifer? À, cô giáo còn nói là gì nhỉ? Đó là một ý kiến rất là hay. Có rất là nhiều phương tiện ở hầu hết các thành phố. Và có thể mất quá nhiều thời gian để đến các địa điểm. Vậy làm thế nào để bạn nghĩ rằng là chúng ta có thể khắc phục được điều đó không, Jennifer? À, và Jennifer có trả lời như sau. What if we ban cars and buses? À, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cấm ô tô và xe buýt? That could work. Cô giáo có nói là cái việc làm đó có khả thi không? Nó có xảy ra được không? Chris, I think people need them. I think building a subway would help if people use it. And there will be less people driving some very good ideas. Chris nói là gì nhỉ? Em nghĩ rằng mọi người sẽ cần chúng, đúng không? Và em nghĩ là việc xây dựng một cái đường tàu điện ngầm sẽ hữu ích nếu mọi người sử dụng nó và sẽ có rất là ít người thúc đẩy một số ý tưởng rất là hay, đúng không? Và sẽ có ít người lái xe nhé. Và sẽ có rất ít người lái xe trên đường, do vậy đó là một ý tưởng rất là hay. Đó, và cô giáo có nói là gì nhỉ? What other problems can you think of? Yes, Lancy. Vậy những vấn đề khác bạn có thể nghĩ ra là gì nhỉ? Nào, Lancy nào. Và Nancy có trả lời là gì nhỉ? I think crime is a problem. My mom got her purse stolen a month ago. À, em nghĩ rằng là tội phạm cũng là một vấn đề. Mẹ em đã bị mất ví một tháng trước. Great idea. Crime is a problem in lots of big cities. How do you think we could improve it? Và cô giáo nói là gì? À, một ý kiến rất là hay, đúng không? Tội phạm cũng là một vấn đề ở nhiều thành phố lớn. Làm thế nào để em nghĩ rằng chúng ta có thể cải thiện được nó?
Đó, và Nancy có trả lời như sau. I think there should be more security cameras. It could help the police catch the criminals. Em nghĩ rằng là nên phải có nhiều camera an ninh hơn, đúng không? Nó sẽ giúp cảnh sát bắt được bọn tội phạm. Và các học sinh nói là gì? And there should be more police officers. Và nên có nhiều cảnh sát hơn nữa, đúng không? Cô giáo nói tiếp là gì nhỉ? Both good ideas, thank you. What are the problems? À, cả hai ý kiến đều rất là hay. Cảm ơn các em. Vậy những vấn đề khác thì sao? Pollution. À, ô nhiễm. Yeah, pollution. Chính xác rồi, ô nhiễm. Cô giáo còn nói tiếp là gì nhỉ? Okay, how can we reduce pollution? Vậy làm thế nào để chúng ta có thể giảm ô nhiễm nhỉ? Học sinh sẽ nói tiếp là gì nhỉ? We could use renewable energy instead of fossil fuels. Chúng ta có thể sử dụng năng lượng tái tạo thay vì nhiên liệu hóa thạch. And have fewer vehicles in town. À, và phải có ít phương tiện hơn trong thị trấn, đúng không? Cô giáo nói tiếp là gì? Great. So, which of these do you think is the most important problem for us to fix? Hand up for congestion, 3 people. And crime, 5. Finally, pollution, 3. Okay, crime it is. So, what are the solutions? Rồi, và cô giáo cuối cùng còn nói là gì nhỉ? À, thật là tuyệt vời, đúng không? Vậy thì các bạn nghĩ rằng vấn đề nào trong số các vấn đề này là quan trọng nhất để chúng ta có thể khắc phục nó, đúng không? À, hãy giơ tay nhé. Đầu tiên là ùn tắc giao thông, 3 bạn. Tội phạm, 5 bạn. Cuối cùng ô nhiễm mấy bạn nhỉ? 3 bạn. Được rồi, vậy thì tội phạm là nhiều nhất. Vậy những giải pháp khác là gì nhỉ? Đó. Vậy cuối cùng thì cả lớp nghĩ rằng vấn đề quan trọng nhất cần khắc phục đó là vấn đề gì nhỉ? À, chính là câu cuối cùng chúng ta vừa đọc đây, đúng không? Vấn đề cuối cùng đây. À, và cô giáo có nói là gì? Okay, crime it is. Được rồi, đúng không? Vấn đề đó chính là tội phạm. Do vậy nên trong phần A nhé, phần A chúng ta thấy rằng là có hỏi là cái vấn đề nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lời đó là vấn đề gì? À, đó là crime. Crime, tội phạm. Vậy các em sẽ trả lời vào đây. Đó, crime. Các em chỉ cần biết crime là được nhá. Là vấn đề tội phạm. Là một cái vấn đề mà quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành bảng dưới đây. Nào, đầu tiên. Congestion, tắc đường. Đầu tiên, giải pháp đầu tiên các bạn ấy đưa ra là cấm ô tô và xe buýt, đúng không? Giải pháp thứ hai chúng ta thấy trong bài có nhắc đến một giải pháp nữa. Bạn ấy nói đến là gì nhỉ? Đây rồi, chúng ta sẽ thấy. Đây. I think đó, building a subway could help if people use it. Đó. Em nghĩ rằng, đúng không? Xây dựng tàu điện ngầm sẽ rất là có ích nếu mà mọi người sử dụng nó. Vậy chúng ta sẽ thấy rằng giải pháp thứ hai đưa ra đó chính là xây một cái tàu điện ngầm, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền đáp án vào đây. Đó chính là build a subway nha. Build a subway. Đây. Các em sẽ viết vào đây. Number one. Build a subway. Đó, xây dựng tàu điện ngầm. Next, number two. Phần số 2. Vấn đề số 2 các bạn ấy đưa ra là gì? Thì chúng ta thấy vấn đề tiếp theo cô giáo có hỏi đấy. Là bạn ấy nói là gì nhỉ? I think crime is a problem. Em nghĩ rằng tội phạm cũng là một vấn đề. Đúng rồi. Vậy câu số 2 các em chỉ cần điền cái tên vấn đề đó chính là crime, tội phạm. Vậy chúng ta sẽ xem tội phạm các bạn ấy đưa ra những cái giải pháp như thế nào nhé. Chúng ta sẽ thấy đầu tiên là gì nhỉ? More security camera. Có nhiều camera an ninh hơn này. Và thứ hai chúng ta thấy rằng có một cái câu các bạn ấy nói là gì nhỉ? À đây. And there should be more police officers. Và phải có, cũng nên có nhiều cảnh sát hơn, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền chỗ này sẽ là gì? À, sẽ là more police officers. More police officers.
Đó, more police officer, phải có nhiều cảnh sát hơn. Next, number 4. Và vấn đề cuối cùng các bạn đưa ra trong bài, các bạn ấy còn nói là gì? Cô giáo hỏi là gì? What are the problems? Còn vấn đề nào nữa không? Và các bạn ấy nói là gì? Pollution. Yes, pollution. Ô nhiễm, đúng không? Vậy câu số 4, các em sẽ điền từ pollution. Đó, ô nhiễm. Vậy giải pháp đưa ra để giảm ô nhiễm là gì? Vậy các em sẽ thấy trong bài có một thông tin như sau. We could use renewable energy instead of fossil fuel. Đó, đây. Chúng ta có thể sử dụng năng lượng tái tạo thay vì, đúng không? Thay vì nhiên liệu hóa thạch. Vậy thì câu số 5 các em sẽ điền là gì nhỉ? À, các bạn sẽ sử dụng năng lượng tái tạo, đúng không? Đó, để giải pháp đưa ra để ít ô nhiễm hơn đó là sử dụng năng lượng tái tạo. Renewable energy. Renewable energy. Đó. Use renewable energy, sử dụng năng lượng tái tạo. Và giải pháp tiếp theo là fewer cars and buses, nghĩa là ít ô tô và xe buýt hơn, đúng không? Rồi, vậy đó là một số giải pháp đưa ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm phần tiếp theo, C. Chúng ta cùng đọc yêu cầu phần C. In pairs, does your town or city have the problem? Which ones? What are some possible solutions? Bài này có hỏi như sau. Hãy làm việc theo cặp này. Thị trấn của bạn hoặc là thành phố của bạn có những vấn đề này không? Và có cái nào, đúng không? Một số giải pháp có thể đưa ra là gì? Ví dụ như thành phố của tôi thì đang gặp vấn đề tương tự như trên, đúng không? Ùn tắc giao thông cũng là vấn đề lớn nhất của Hà Nội này. Đặc biệt là trong giờ cao điểm khi mà có một cái lượng lớn ô tô xếp hàng dài trên đường, đúng không? Và theo tôi đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Và thực sự mà nói thì là để giải quyết triệt để cái tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm là rất là khó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta có thể, đúng không? Chúng ta nên sử dụng các phương tiện công cộng thay vì phương tiện cá nhân. Đó, bởi vì các nghiên cứu thì chỉ ra rằng là gì nhỉ? Có quá nhiều ô tô trên đường gây ra 70% số vụ tai nạn giao thông. Và chính phủ cũng nên dành thêm kinh phí để hiện đại hóa cái hệ thống đường bộ của đất nước chúng ta, đặc biệt là ở thành phố Hà Nội, đúng không? Đó, chúng ta có thể đưa ra một ý tưởng như vậy. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lại phần này nhé. Chúng ta sẽ nói vào phần listening C. Đó, kỹ năng nghe. Ý đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Thành phố của chúng ta có một cái vấn đề tương tự như vậy, đó chính là vấn đề ùn tắc giao thông. Chúng ta có thể nói là gì nhỉ? My city is having the same problem. My city is having the same problem as above. Giống như bên trên, đúng không? Đều có những cái vấn đề đó chính là tắc đường, này, tội phạm và ô nhiễm. Nhưng chúng ta sẽ nhấn mạnh về phần tắc đường nhé. Traffic congestion in Hà Nội is a largest issues. A largest issue. Đó là một cái vấn đề lớn nhất. Especially during rush hour. Đặc biệt là trong giờ cao điểm. During rush hour. When they are typically enormous queues
enormous queues of cars on the road. It's a complete waste of time and money. In my opinion, đó, thành phố của tôi đang có những cái vấn đề tương tự như vậy, đúng không? Ùn tắc giao thông là một cái vấn đề lớn nhất của Hà Nội, đặc biệt là trong những cái giờ cao điểm, khi mà thường có một lượng lớn ô tô xếp hàng dài trên đường, và đó thực sự là một cái sự lãng phí thời gian và tiền bạc, theo cá nhân tôi nghĩ. Và để thực sự mà nói để giải quyết những cái tình trạng này, đúng không? Thì là rất là khó. Chúng ta có thể nói là gì nhỉ? In all honesty, it's very difficult. To completely solve the traffic congestion during rush hour. Thực tế thì rất là khó để giải quyết triệt để cái tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Đó. But I think that if we could, we should take public transportation. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà có thể, đúng không, thì chúng ta nên sử dụng các phương tiện công cộng rather than our personal vehicle, hơn là sử dụng các phương tiện cá nhân, đúng không? Personal vehicles. Bởi vì là gì? Studies indicate that. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng. Too many cars on the road. Cause 70% traffic accident. The government should also set aside additional funds for modernizing the road system. Ok. Đấy, vậy thực sự mà nói thì để giải quyết triệt để cái tình trạng ùn tắc giao thông này, đúng không, thì rất là khó.
Và để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm là rất là khó đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà có thể chúng ta nên sử dụng các phương tiện công cộng thay vì sử dụng các phương tiện cá nhân. Bởi vì các nghiên cứu chỉ ra rằng là gì nhỉ? Có quá nhiều ô tô trên đường có thể gây ra đến 70% số vụ tai nạn giao thông. Và chính phủ thì cũng nên dành thêm kinh phí đó để hiện đại hóa cái hệ thống đường bộ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói lại phần này nhé. My city is having the same problem as above. Traffic congestion in Hanoi's largest issue, especially during rush hour, when there are typically enormous queues of cars on the road. It's a complete waste of time and money, in my opinion. In all honesty, it's very difficult to completely solve the traffic congestion during rush hours. But I think that if we could, we should take public transportation rather than our personal vehicles. Because studies indicate that too many cars on the road cause 70% of traffic accidents. The government should also set aside additional funds for modernizing the road systems. Rồi đó là những cái quan điểm của mình đưa ra trong phần C. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp tục, chúng ta sẽ sang phần reading. Chúng ta cùng đọc yêu cầu phần reading nhé. A. Some students created model cities of the future, which solve the problems of current cities. Then, they wrote a report about how their solutions will help. Read Jessica's report and circle the three main problems Queenstown has solved. Bài này yêu cầu chúng ta như sau. Một số sinh viên đã tạo ra một cái mô hình có tên là thành phố của tương lai để giải quyết các vấn đề của các thành phố hiện tại. Sau đó họ đã viết một báo cáo về cách các giải pháp của họ để giúp ích, đúng không? Đã giúp ích như thế nào đấy. Hãy đọc cái bài báo cáo của Jessica và khoanh tròn ba vấn đề chính mà Queen Towns đã giải quyết. Chúng ta sẽ có các vấn đề như sau. Đầu tiên là cheap houses, nhà giá rẻ này. Use of non-renewable energy, đó là sử dụng các năng lượng không thể tái tạo. Sử dụng năng lượng không tái tạo. Slow subway trains, đó chính là gì nhỉ? Đi các tàu điện ngầm nhưng mà rất là chậm, đúng không? Expensive houses, nhà ở để đắt tiền. Dangerous taxis, taxi nguy hiểm. Expensive transportation, những phương tiện giao thông đắt đỏ. Congestion, tắc đường. Eco-friendly cities, những thành phố thân thiện với môi trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái bài báo cáo của bạn Jessica dưới đây để chúng ta trả lời các câu hỏi trong phần này nhé. My model city of the future. Câu này, bài này tìm hiểu về mô hình của tôi có tên là thành phố tương lai. My model city is called Queenstown. I wanted to create a town that solves a lot of modern problems. Having spent a long time researching current cities, I understand the problems they have. Queenstown have so many of these problems using new technology and ideas. Đoạn này có nghĩa như sau. Thành phố kiểu mẫu của tôi được gọi là Queenstown. Tôi muốn tạo ra một thị trấn giải quyết được nhiều vấn đề ở hiện tại. Trải qua một thời gian dài nghiên cứu các thành phố hiện nay thì tôi hiểu những vấn đề mà họ đang gặp phải. Queenstown đã giải quyết được rất là nhiều vấn đề này bằng cách là sử dụng các công nghệ mới và các ý tưởng mới. Chúng ta cùng xem tiếp đoạn số 2. The first thing that makes Queenstown better is the housing. Having heard about the high house prices in many cities, I built lots of affordable apartment buildings. They were constructed with a 3D printer. There will be enough for everyone, so there will be no homeless people, and everyone will have more money. Đoạn tiếp theo có nghĩa như sau. Điều đầu tiên mà tôi làm cho Queenstown trở nên tốt hơn đó là về nhà ở, đúng không?
Tôi đã nghe nói về giá nhà cao ở nhiều thành phố và tôi đã xây dựng rất là nhiều tòa chung cư giá cả phải chăng. Chúng được chế tạo bằng máy in 3D và sẽ có đủ cho tất cả mọi người. Do vậy, sẽ không còn người nào vô gia cư và mọi người sẽ có nhiều tiền hơn. The next improvement is the transportation. Having seen how congested many cities are, I introduced several new transportation systems. There is a subway that takes people anywhere in a city and very quickly. In addition, there are self-driving taxis for shorter journeys. They will be used all over the city. They are safer and cheaper than normal taxis. They look really cool too. Đoạn tiếp theo số 3, chúng ta sẽ cùng dịch nghĩa. Cái vấn đề cải tiến tiếp theo là về giao thông vận tải. Sau khi chứng kiến độ tắc nghẽn của nhiều thành phố, thì tôi đã giới thiệu một số hệ thống giao thông mới. Có một tàu điện ngầm đưa mọi người đến mọi nơi trong thành phố rất là nhanh chóng. Ngoài ra, thì còn có ngoài ra còn có bán một cái loại, đó chính là taxi không người lái cho những hành trình ngắn hơn. Và chúng sẽ được sử dụng trên toàn thành phố. Chúng an toàn hơn và rẻ hơn so với taxi bình thường. Và chúng trông thật sự rất là ngầu, đúng không? Chúng nhìn cũng rất là ngầu. Another thing that makes Queen Town so good is how clean the air is. There will be very little pollution. Having understood the environmental effects of fossil fuel, I put solar panels on the sides of every building. Using renewable energy is cheaper and much more eco-friendly. Và một điều nữa mà khiến Queenstown trở nên tuyệt vời đó là không khí rất là trong lành. Sẽ có rất là ít ô nhiễm. Và hiểu được tác động của môi trường của nhiên liệu hóa thạch, đúng không? Thì tôi đã đặt các tấm pin mặt trời ở các mặt của mỗi tòa nhà. Và sử dụng năng lượng tái tạo sẽ rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn rất là nhiều. Queenstown will be a wonderful place to live because of these modern solutions. I think everyone will love it. Và câu cuối cùng, Queenstown sẽ là một cái nơi rất là tuyệt vời để sống nhờ những giải pháp hiện đại này. Và tôi nghĩ là mọi người sẽ thích nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem. Vậy thì chúng ta đọc và chúng ta thấy rằng là ba cái vấn đề chính mà Queenstown có thể giải quyết được đó là vấn đề gì? Vậy chúng ta sẽ thấy thông tin trong bài có các vấn đề sau đây. Các em sẽ cùng nhau gạch chân những vấn đề này nhé. Vấn đề thứ nhất, bạn ấy có nói là gì nhỉ? The first thing that makes Queenstown better is the housing. Vấn đề đầu tiên làm cho Queenstown tốt hơn đó chính là về nhà ở. Đó, the housing. Đó, vậy thì bạn nên bỏ là gì nhỉ? Having heard about the high house prices in many cities, I build lots of affordable apartment buildings. Nghe nói về giá nhà cao ở nhiều thành phố thì tôi đã xây dựng rất là nhiều những cái tòa nhà cao tầng, đúng không? Những tòa nhà chung cư giá cả phải chăng? Đó, vậy chúng ta sẽ thấy rằng là vấn đề đầu tiên bạn ấy có nói đến đó chính là gì? Nói về nhà cửa, đúng không? Vậy chúng ta có từ gì? Expensive houses. Vấn đề đầu tiên đó chính là giá cả nhà rất là đắt đỏ. Do vậy bạn ấy đã giải quyết được vấn đề đầu tiên, đó chính là nhà ở đắt đỏ, giá cả nhà đắt đỏ, đúng không? Tiếp tục, vấn đề thứ hai bạn ấy có nói như sau. The next improvement is the transportation. Cái vấn đề được cải tiến thứ hai đó là vấn đề giao thông vận tải. Having seen how congested many cities are, I introduced several new transportation systems. Đó. Sau khi chứng kiến mức độ tắc nghẽn của nhiều thành phố, thì tôi đã giới thiệu một số hệ thống giao thông mới. Và vấn đề thứ hai đó chính là vấn đề giao thông, đúng không? Cái vấn đề tắc nghẽn giao thông. Vậy chúng ta sẽ có từ congestion. Congestion, đó chính là vấn đề tắc nghẽn giao thông, congestion. Và vấn đề cuối cùng chúng ta thấy trong bài có nói đến như sau. Đây. Using renewable energy is cheaper
and much more eco-friendly. Đây. Đó, câu này ý là gì? Sử dụng năng lượng tái tạo rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn rất là nhiều. Đó, vậy chúng ta sẽ thấy vậy cái vấn đề cuối cùng đó chính là việc sử dụng, đúng không? À, giải quyết được cái vấn đề gì? Đó là giải quyết được cái vấn đề là sử dụng các năng lượng không thể tái tạo bằng năng lượng tái tạo. Vậy đã giải quyết được vấn đề này. Đó là họ đã thay bằng các nhiên liệu hóa thạch, đúng không? Bằng các năng lượng có thể tái tạo. Đó. Ví dụ như bạn ấy còn nói là gì nhỉ? Put solar panel, đúng không? Sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời ở các mặt của các của mỗi tòa nhà chẳng hạn. Vậy chúng bạn ấy đã giải quyết được 3 vấn đề nhá, 3 vấn đề chính. Đầu tiên đó chính là use of non-renewable energy. Sử dụng năng lượng không tái tạo. Expensive houses, nhà ở đắt đỏ, and congestion, đó là về tắc nghẽn. Và các thông tin cô đã gạch chân cho các bạn đây. Now, B. Now, read and circle true, for or doesn't say. Bài này yêu cầu chúng ta là bây giờ hãy đọc bài và khoanh tròn đáp án true, for, doesn't say. Đúng, sai hoặc là không nhắc đến, đúng không? Number one. How prices will be lower in Queenstown compared to current cities? Câu này có nghĩa là giá nhà ở Queenstown sẽ thấp hơn so với các thành phố hiện tại. Đúng hay là sai hay là không nhắc đến? Vậy thông tin trong bài các em có thể thấy như sau. Having heard about the high house prices in many cities, đó, I build a lot of affordable apartment buildings. Đấy, đây chính là cái câu liên quan đến nhà cửa đây, đúng không? Đó, nghe nói về giá nhà cao ở nhiều thành phố thì tôi đã xây dựng rất là nhiều tòa nhà chung cư giá rẻ, đúng không? Giá cả phải chăng, đúng không? Vậy thì câu 1, giá nhà, đúng không, sẽ thấp hơn so với hiện tại, đúng hay sai nhỉ? À đúng, đúng rồi, bạn ấy đã xây dựng những cái tòa nhà chung cư giá cả phải chăng, nghĩa là nó rẻ hơn rồi, đúng không? Người dân có thể chi trả được. Next, number 2, câu số 2. Jessica made homes with a 3D printer. Câu này có nghĩa là Jessica làm nhà bằng máy in 3D. Vậy đúng hay là sai? Vậy chúng ta sẽ có thông tin trong bài như sau. They were constructed with a 3D printer. Chúng được thiết kế, đúng không? Chúng được xây dựng, chúng được chế tạo bằng máy in 3D. Đúng rồi, vậy chúng được làm bằng máy in 3D. Hoàn toàn chính xác, đúng không? Vậy câu số 2, đáp án là true, có nhắc đến. Number 3. People will use the subway more than the taxis. Câu số 3 có nghĩa là mọi người sẽ sử dụng tàu điện ngầm nhiều hơn là taxi. Vậy đúng hay là sai? Chúng ta cùng đọc thông tin trong bài. Có phải là mọi người sử dụng tàu điện ngầm nhiều hơn hay không? Vậy chúng ta thấy thông tin trong bài nó đến là gì nhỉ? Having seen how congested many cities are, I introduced several new transportation systems. There is a subway that takes people anywhere in the city very quickly. Câu này ý nói là gì nhỉ? Sau khi chứng kiến mức độ tắc nghẽn của nhiều thành phố thì tôi đã giới thiệu một số hệ thống giao thông mới này. Có một tàu điện ngầm đưa mọi người đến mọi nơi trong thành phố rất là nhanh chóng. Mà câu 3 nói là gì? Mọi người sẽ sử dụng tàu điện ngầm nhiều hơn taxi. Vậy thì ý câu này làm gì nhỉ? Đoạn văn không nói đến cái vấn đề là mọi người sử dụng tàu điện ngầm nhiều hơn, đúng không? Chỉ nói là người ta sẽ đi nhanh hơn thôi, đó. Chứ không nói đi đến mọi nơi trong thành phố nhanh. Chứ không nói là nó sẽ có nhiều người sử dụng tàu điện ngầm hơn là taxi. Do vậy nên câu số 3 đáp án sẽ là doesn't say. Không hề nhắc đến nhá, không hề nhắc đến là nhiều người sử dụng. Next, number 4, câu số 4. Normal taxis have triple fares than self-driving taxis. Câu này có nghĩa là taxi bình thường có giá cước rẻ hơn taxi tự lái. Là taxi không người lái nhé. Vậy trong bài chúng ta sẽ thấy thông tin về cái loại taxi này. Chúng ta có một cụm từ, có một câu sau đây. In addition,
There are self-driving taxis for shorter journey. They will be used all over the city. They are safer and cheaper than normal taxis. Đây, câu này đây. Đó, đây chúng ta dịch đoạn này nhá. Ý câu này là gì? Hơn nữa, đúng không? Còn có cả taxi không người lái cho những hành trình ngắn hơn này, đúng không? Chúng an toàn hơn. Chúng được sử dụng mọi nơi trong thành phố này. Chúng an toàn hơn và rẻ hơn so với taxi bình thường. Chúng đó chính là taxi không người lái rẻ hơn. Nhưng mà đây câu 4 lại nói là taxi bình thường thì rẻ hơn. Thì nó sai rồi, đúng không? Taxi không người lái trong bài nói là sẽ rẻ hơn taxi bình thường. Do vậy nên câu này đáp án là false. Và câu cuối cùng, câu số 5. There will be very little water pollution in Queenstown. Câu số 5 nói là gì? Sẽ có rất là ít ô nhiễm nước ở Queenstown. Rồi. Vậy chúng ta thấy thông tin trong bài có nói đến như sau. Another thing that makes Queenstown so good is how clean the air is. Một điều nữa khiến Queenstown trở nên tuyệt vời là không khí trong lành. Nhưng trong câu 5 lại nói là có rất là ít nước, ô nhiễm nguồn nước. Thì đoạn văn không đề cập đến vấn đề ô nhiễm nước, đúng không? Không có nước, chỉ có bạn nói là không khí sẽ trong lành thôi. Do vậy nên trong câu số 5 thì đáp án sẽ là doesn't say, doesn't say. Không hề nhắc đến là ô nhiễm nước ở đây. Chỉ nói đến ô nhiễm không khí thôi, các em nhé. Rồi, vậy đó là đáp án trong phần C, reading, B, reading. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần C. Listen and read. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và đọc. C. Listen and read. My model city of the future. My model city is called Queenstown. I wanted to create a town that solved a lot of modern problems. Having spent a long time researching current cities, I understand the problems they have. Queenstown has solved many of these problems using new technology and ideas. The first thing that makes Queenstown better is the housing. Having heard about the high house prices in many cities, I built lots of affordable apartment buildings. They were constructed with a 3D printer. There will be enough for everyone, so there will be no homeless people, and everyone will have more money. The next improvement is the transportation. Having seen how congested many cities are, I introduced several new transportation systems. There is a subway that takes people anywhere in the city very quickly. In addition, there are self-driving taxis for shorter journeys. They will be used all over the city. They are safer and cheaper than normal taxis. They look really cool too. Another thing that makes Queenstown so good is how clean the air is. There will be very little pollution. Having understood the environmental effects of fossil fuels, I put solar panels on the sides of every building. Using renewable energy is cheaper and much more eco-friendly. Queenstown will be a wonderful place to live because of these modern solutions. I think everyone will love it. D. In pairs, what do you think is the best thing about Queenstown? Why? Chúng ta cùng đọc yêu cầu phần D. Hãy làm việc theo cặp này. Bạn nghĩ điều gì tuyệt vời nhất về Queenstown? Tại sao? Vậy theo cô thì cái điều tuyệt vời nhất về Queenstown đó là cái giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Bởi vì ở thành phố lớn thì người lao động thường khó tìm được nhà ưng ý và phù hợp với giá tiền đó. Tuy nhiên ở Queenstown thì những ngôi nhà mà đã được xây dựng một cách linh hoạt, đúng không? Hiện đại và có giá cả rất là phải chăng. Đó là một điều mà cô rất là thích về thành phố này. Vậy các em sẽ trả lời phần này. Reading D. Chúng ta có thể nói là gì nhỉ? I think the best thing about Queenstown
is solving the housing, is solving the housing problem for people. In big cities, it's often difficult for workers, to find suitable, and affordable housing, in Queenstown, however, houses have been built, in a flexible, modern, and affordable way, Đó, vậy tôi nghĩ rằng cái điều tuyệt vời nhất về Queenstown đó là cái cách giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân, đúng không? Và ở thành phố lớn thì người lao động thường rất là khó tìm một cái chỗ ở mà phù hợp này, đúng không? Và phù hợp với phù hợp và giá cả phải chăng, đúng không? Và ở Queenstown tuy nhiên thì đã nhà cửa đã được xây dựng bởi một cái cách rất là linh hoạt, hiện đại và có giá cả rất là phù hợp, đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lại phần này nhé. I think the best thing about Queenstown is solving the housing problem for people. In big cities, it's often difficult for workers to find suitable and affordable housing. In Queenstown, however, houses have been built in flexible, modern, and affordable way. Okay, now next part. We move to part writing. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhé. Đó là phần kỹ năng viết, writing. Chúng ta cùng đọc yêu cầu đề bài phần writing. A. Read about perfect participle clauses, then read the report again and underline all the perfect participle clauses. Bài này yêu cầu chúng ta như sau. Hãy đọc về các mệnh đề phân từ hoàn thành, sau đó đọc lại báo cáo và gạch chân tất cả các mệnh đề phân từ hoàn thành. Chúng ta sẽ cùng xem phần lý thuyết trước. Writing skill, kỹ năng viết này. Writing more efficiently using perfect participle clauses. Viết hiệu quả hơn bằng cách sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành. Chúng ta sẽ cùng xem phần lý thuyết dưới đây. Perfect participle clauses are used to give more information about something the subject started and completed before the main action of the sentence in a short and clear way. Câu này có nghĩa là mệnh đề phân từ hoàn thành thì được dùng để cung cấp thông tin về một điều gì đó mà chủ ngữ bắt đầu và được hoàn thành trước hành động chính của câu nhé, trước hành động chính của câu một cách ngắn gọn và rõ ràng. Ví dụ, having researched current cities, I built a modern city to fix their mistakes. Ví dụ là gì nhỉ? Sau khi nghiên cứu các thành phố hiện tại, đúng không? Thì tôi đã xây dựng một thành phố hiện đại để sửa chữa những sai lầm của họ. Đó. Perfect participle clauses make our writing more interesting and less repetitive by avoiding repeated subjects and the need for a recourse or past perfect clause. Mệnh đề phân từ hoàn thành thì sẽ làm cho bài viết của chúng ta trở nên thú vị hơn này và ít lặp lại hơn bằng cách là tránh các chủ ngữ lặp lại và sự cần thiết của mệnh đề because, đúng không?
hoặc là quá khứ hoàn thành. Ví dụ, because they have seen the damage caused by pollution, they banned cars and buses. It's a bit long and wordy. Ví dụ như là gì? Bởi vì họ đã nhìn thấy những thiệt hại do ô nhiễm gây ra, thì họ đã cấm ô tô và xe máy. Thì cái câu này có vẻ như là hơi dài dòng một chút, đúng không? Hơi dài dòng và nhiều từ đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu bên dưới này. Having seen the damage caused by pollution, they ban cars and buses. It's shorter and flows more smoothly. Câu này có nói như sau. Nhìn thấy những cái tác hại do ô nhiễm gây ra, thì họ đã cấm ô tô và xe buýt. Thì câu này đã ngắn hơn, đúng không? Và trôi chảy hơn. Vậy chúng ta thấy rằng đã bỏ từ because đi. Thay vào đó, các em sẽ dùng cái mệnh đề phân từ hoàn thành ở đây. Chúng ta sẽ chuyển have thành have. Đó, thành having, đúng không? Bỏ because they đi, chuyển thành having seen the damage và vế sau viết y nguyên, nghĩa là cái phần because they đã bị bỏ đi và thay đổi được cái từ have lấy đi, chuyển thành having. Em có thể nhìn thấy đây, đó. Rồi, tiếp tục chúng ta đọc câu cuối cùng nha. Using the perfect participle clauses makes our sentence flow more smoothly and efficiently. Though this is quite common in written English, it is generally only used in spoken English for formal situations. Câu này có nghĩa là gì? À, sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành thì sẽ làm cho câu của chúng ta trôi chảy và hiệu quả hơn. À, mặc dù điều này khá là phổ biến trong tiếng Anh viết, đúng không? À, nhưng mà nó thường được chỉ được sử dụng trong tiếng Anh nói, đúng không? Trong các tình huống trang trọng nhé, chú ý. Cái phần này chủ yếu là dùng trong văn nói, còn văn viết thì còn văn nói thì chỉ dùng trong các tình huống trang trọng thôi nhá. Dùng với những cái người mà bậc cao hơn mình đấy. À, như là sếp của mình chẳng hạn, đúng không? Thì mình có thể dùng những cái hình thức này. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại bài báo cáo của bạn Jessica và chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra tất cả những câu có đang dùng ở phân từ hoàn thành ở trong bài báo cáo của bạn này, của bạn Jessica. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại nhé. Cô sẽ khoanh tròn vào nhé. Chúng ta sẽ có các từ như sau. Ví dụ, đoạn đầu tiên các em sẽ có là gì? Having spent. Đây. Having spent. Đó. Đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta có gì? Having heard. Having heard. Đã nghe thấy đúng không? Đoạn số 3 thì các em sẽ có từ gì đây? À, having seen. Đó, having seen. Đây. Còn từ nào nữa không nhỉ? Rồi. Đoạn số 4. Đây, đoạn số 4 chúng ta có từ gì? Having understood. Having understood. Đó. Having understood. Hết chưa nhỉ? Rồi. Vậy chúng ta có 4 câu, đúng không? 4 mệnh đề sử dụng cái quá khứ phân từ hoàn thành đó. Having spent này đó, having heard, having seen và having understood. 4 lần trong 4 đoạn, đúng không? Khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành phần B nhé. Chúng ta cùng đọc yêu cầu phần B như sau. Rewrite the sentences using perfect participle clauses. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy viết lại các câu sử dụng mệnh đề phân từ hoàn thành. Đó, viết lại các câu sử dụng cái mệnh đề phân từ hoàn thành này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nghĩa và chúng ta sẽ viết lại các câu này nhé. Ví dụ number one, chúng ta cùng xem câu thứ nhất. Because I had researched a lot about plastic pollution, I banned single-use plastic. Câu này có nghĩa là bởi vì tôi đã nghiên cứu rất nhiều về ô nhiễm nhựa nên tôi đã cấm đồ nhựa dùng một lần. Đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói là gì? Sau khi nghiên cứu, đúng không? Sau khi nghiên cứu rất nhiều về ô nhiễm nhựa, tôi đã cấm sử dụng nhựa một lần. Đó. Vậy bây giờ các bạn sẽ bỏ từ because, bỏ từ I đi. Chúng ta sẽ lấy từ have này chuyển về thành having và vế sau viết y nguyên lại như vậy nhá. Đấy là cách chuyển về phân từ hoàn thành.
Mệnh đề phần từ hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần writing B này. Writing B. Bây giờ các em sẽ viết như sau. Câu số 1. Bây giờ bỏ because bỏ I đi, lấy từ had chuyển thành having. Vậy sẽ là having. Đó. Having researched. Having researched a lot about plastic pollution. Plastic pollution. Đấy, sau khi nghiên cứu rất nhiều về ô nhiễm nhựa này, đấy, tôi đã cấm. Chúng ta dùng là I ban. Đấy, tôi đã cấm, đúng không? Single use plastic. Single use plastic. Xong. Đấy, sau khi đã nghiên cứu rất nhiều về ô nhiễm nhựa thì tôi đã cấm sử dụng nhựa một lần. Tiếp tục câu số 2. Chúng ta cùng đọc yêu cầu câu số 2 nhé. Because she had read lots about gram before, she has some useful ideas. Câu số 2 nghĩa là gì nhỉ? Bởi vì trước đây tôi đã đọc rất là nhiều về tội phạm. Nên là bởi vì trước đây cô ấy, đúng không? Cô ấy đã đọc rất nhiều về tội phạm, nên là cô ấy đã có một số ý tưởng rất là hữu ích. Bây giờ chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Sau khi đọc rất nhiều về tội phạm, đúng không? Sorry, không phải sau khi mà là trước đây. Trước đây đã đọc rất nhiều về tội phạm, cô ấy đã có một số ý tưởng hữu ích. Đó. Vậy chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta sẽ bỏ because, bỏ she đi. Vậy chúng ta sẽ lấy từ had chuyển thành having. Đó, vậy sẽ nói là having read lots about gram before. Lots about gram before. She had some useful idea. Đó, ví dụ như vậy. She has some useful idea. Sau khi đọc rất nhiều về tội phạm. Trước đây đã đọc rất nhiều về tội phạm. Cô ấy đã có một số ý tưởng rất là hữu ích. Number 3, câu số 3. Because the major had learned about energy sources, the major knew exactly what to do. Câu số 3 có nghĩa là gì nhỉ? Bởi vì thị trưởng, đúng không? Bởi vì thị trưởng đã đọc rất là nhiều về các nguồn năng lượng. Đó, do vậy nên là gì? Nên là thị trưởng đã biết chính xác phải làm gì rồi. Đó. Major có thể dịch là thị trưởng cũng được em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nói là gì? Sau khi tìm hiểu về các nguồn năng lượng, đúng không? Thì thị trưởng đã biết chính xác phải làm gì rồi. Đó. Vậy bây giờ các bạn sẽ bỏ because, bỏ the major. Bởi vì the major đằng sau có một cái chủ ngữ tương tự như vậy. Nên các bạn có thể bỏ đi. Bây giờ chúng ta lấy từ had chuyển thành having. Các em sẽ nói là having learned. Đó, having learned about energy sources. About energy sources. Đó. Vế tiếp theo vào thôi, đúng không? The major. The major knew exactly what to do. Exactly what to do. Đó. Sau khi đọc, sau khi tìm hiểu các nguồn năng lượng thì thị trưởng đã biết chính xác phải làm gì rồi. Next, number 4, câu số 4. FJ has heard of robot cleaner. Jay bought several of them for his home. Bởi vì Jay đã nghe về robot lau nhà, nên là Jay đã mua vài chiếc cho ngôi nhà của mình. Đừng nói là gì? Nghe nói, đúng không? Sau khi nghe nói về robot lau nhà, đã sau khi nghe nói về robot lau nhà này, thì Jay đã mua vài chiếc cho ngôi nhà của mình. Đó, bây giờ các bạn sẽ bỏ S Jay đi, lấy had chuyển thành having.
Vậy câu 4 sẽ là having heard of a robot cleaner. Jay bought several of them for his home. Đó. Sau khi nghe nói về robot lau nhà thì Jay đã mua vài chiếc cho ngôi nhà của mình, đúng không? And number 5, và câu cuối cùng, câu số 5. Because Antartal researched how dangerous they were, Antartal stopped people driving cars in the city. Câu này có nghĩa là bởi vì Antartal đã nghiên cứu về mức độ nguy hiểm của chúng, nên Antartal đã gì? Ngăn chặn mọi người lái xe ô tô trong thành phố. Bây giờ chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Sau khi nghiên cứu, đúng không? Sau khi nghiên cứu về mức độ nguy hiểm của chúng, thì Antartal đã ngăn chặn mọi người lái ô tô trong thành phố. Đây, các em sẽ nói là gì nhỉ? Đây, các bạn sẽ lại lấy trong này không có động từ had, đúng không? Vậy các bạn sẽ tự thêm vào nhá. Các em sẽ tự thêm từ had trước từ research. Được chưa? Động từ là research, vậy chúng ta sẽ chuyển thành gì? Having research. Having researched. Đó. How dangerous. How dangerous they were. Đó. Antartal stop people driving cars in the city. Đó. Sau khi nghiên cứu cái mức độ nguy hiểm của chúng, đúng không? Thì Antartal đã ngăn mọi người lái xe ô tô trong thành phố. Được chưa nhỉ? Vậy đó chính là phần viết lại câu trong phần writing. Vậy các em đã hiểu cách làm chưa nhỉ? Vậy các em chỉ cần lấy cái động từ, tìm động từ chính của nó nhé. Và trước động từ chính này các em sẽ chuyển. Ví dụ như có từ have, các em sẽ chuyển thành having. Còn ví dụ nào quá khứ đơn không có từ have, đúng không? Thì các em sẽ thêm từ having đứng trước động từ chính của nó là được. Rồi, đó là phần writing. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, phần speaking. Chúng ta sẽ cùng xem yêu cầu phần speaking. In pairs, discuss common problems in the cities and potential solutions up to these problems. Complete the table below. Hãy nói theo cặp này, đúng không? Làm việc theo cặp này. Thảo luận về các vấn đề phổ biến ở các thành phố và các giải pháp tiềm năng cho những vấn đề này. Hoàn thành bảng dưới đây. Chúng ta sẽ xem các ví dụ trước. What do you think are problems in current cities? I think congestion is a big problem. How could it be improved? I think having more public transportation would help. Đầu tiên có hỏi là bạn nghĩ vấn đề ở các thành phố hiện nay là gì? Người kia nói là gì? Tôi nghĩ tắc nghẽn là một vấn đề rất là lớn. Vậy làm thế nào nó có thể được cải thiện, đúng không? Tôi nghĩ rằng là có nhiều phương tiện giao thông công cộng hơn thì sẽ có thể giúp được. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng dưới đây nhé. Problems, vấn đề, và solutions là đưa ra các giải pháp. Bây giờ ví dụ vấn đề đầu tiên các em có thể đưa ra. Chúng ta có thể đưa ra một cái vấn đề đầu tiên, ví dụ như là gì nhỉ? High crime and poverty rates, tỷ lệ tội phạm và nghèo đói cao chẳng hạn. High crime and poverty rates. Đó, một cái tỷ lệ tội phạm và nghèo đói rất là cao. Vậy thì cái giải pháp đưa ra là gì? Ví dụ như là gì nhỉ? Chính phủ có thể đầu tư tiền vào xây dựng nhà ở xã hội, đúng không? Hoặc là giá cả phải chăng để giảm chi phí sinh hoạt và lắp đặt thêm camera trên đường phố để
theo dõi tội phạm chẳng hạn, đúng không? Thì đầu tiên thì các bạn có thể nêu ra một ví dụ như là gì nhỉ? Invest money in the building. In the building. Đó. Of affordable or social housing. Đó, đầu tư tiền bạc vào những ngôi nhà, đúng không, những tòa nhà, xây dựng nhà ở xã hội, đúng không, hoặc là những tòa nhà có giá cả phải chăng, đúng không. Thứ hai, để ngăn chặn, ví dụ như ngăn chặn tội phạm chẳng hạn, đúng không, thì chúng ta có thể gì, lắp thêm camera, đúng không, có thể là gì, install more camera. Đó, lắp thêm cameras on the street chẳng hạn, đúng không, trên phố đi, on the street, trên những con phố, on the streets. Đó. À, một cái vấn đề tiếp theo, có thể vấn đề tiếp theo đưa ra có thể là air pollution chẳng hạn. Air pollution. Đó. Vấn đề tiếp theo có thể là ô nhiễm không khí chẳng hạn, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng giải pháp của ô nhiễm không khí là gì? Ví dụ như có thể là gì nhỉ? Cấm các phương tiện vào trung tâm thành phố, đúng không? Và thúc đẩy việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Đấy. Có thể đầu tiên có thể là cấm các loại phương tiện vào thành phố. Ban vehicles. Ban vehicles from city center. From city center. Và thứ hai là gì? Thúc đẩy việc sử dụng phương tiện công cộng. Promote the use of cleaner public transport. Đó, sử dụng các loại phương tiện công cộng. Đó thì sẽ giảm được cái tình trạng ô nhiễm không khí chẳng hạn, đúng không? Thứ ba, vấn đề thứ ba có thể nói là gì nhỉ? Cái hệ thống giao thông công cộng thì đông đúc. Đó, ví dụ như là gì nhỉ? Overcrowded. Chúng ta có thể nói ý thứ ba đó chính là overcrowded. Public transport system. Đó. Cái hệ thống giao thông công cộng thường quá là đông đúc. Đó. Vậy thì cái giải pháp đưa ra cho cái vấn đề giao thông công cộng đông đúc là gì? Thì có thể là gì? Chúng ta, chính phủ thì nên đầu tư thêm các phương tiện công cộng, ví dụ như là xe buýt hoặc tàu điện ngầm này, hoặc là gì nhỉ? Có thể là gì? Khuyến khích mọi người sử dụng các loại phương tiện không gây ô nhiễm môi trường, ví dụ như là đi xe đạp hoặc là đi xe điện. Đó. Ví dụ chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Invest, đầu tư thêm tiền, đúng không? Invest more in public transport. Đầu tư thêm, đúng không, vào trong các loại phương tiện công cộng. Thứ hai gọi là khuyến khích mọi người, đúng không, encourage people. Encourage people to use vehicle. To use vehicle that do not pollute. That do not pollute the environment. Đó. Nhớ là phải khuyến khích mọi người là sử dụng các loại phương tiện nhưng mà nó không gây hại cho môi trường nhé, không làm ô nhiễm môi trường. Ví dụ như là bike, đúng không, đi xe đạp này, hoặc là trams, đi các loại xe điện này, đúng không? Đó. Chứ không phải là lại sử dụng ô tô cá nhân để đi thì nó lại gây ô nhiễm môi trường nhé, thì lại ảnh hưởng đến ý là air pollution ở bên trên. Đó. Đây có thể là một cái vài cái giải pháp đưa ra
để giúp chúng ta giải quyết các tình trạng hiện có ở các thành phố. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, Let's write. Kỹ năng viết, cùng nhau viết nha. Now, think about three particular problems of big cities. Design a city which can solve these problems. Write a report of your design cities. Use a writing skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 150 to 180 words. Bây giờ chúng ta có một yêu cầu là gì nhỉ? Hãy nghĩ về ba vấn đề cụ thể của các thành phố lớn. Thiết kế một thành phố có thể giải quyết những vấn đề này, đúng không? Và hãy viết một báo cáo về thành phố được thiết kế của bạn. Hãy sử dụng hộp kỹ năng viết này, một bài đọc mẫu này và những cái phần ghi chú ở trong phần nói để giúp cho bạn. Viết từ 150 đến 180 từ. Bây giờ ví dụ như chúng ta sẽ viết về một thành phố, chúng ta phải đặt tên thành phố là gì nhá. Sau đó chúng ta chú ý là trong cái phần này các em, cô nghĩ là các em nên khuyến khích việc sử dụng cái phần các câu của thì các mệnh đề thì phân từ hoàn thành đấy, trong cái phần writing box và các em vừa học đây này, phần writing skill này đó, các em sẽ phải viết và dựa vào cái phần này để viết hiệu quả hơn, đúng không? Sử dụng các mệnh đề phân từ hoàn thành. Vậy thì bây giờ cô sẽ cho các bạn xem một bài viết mẫu của cô nhé. Đây là một bài mẫu cô đã viết trước và bây giờ các em sẽ cùng xem rằng và chúng ta cùng phân tích xem bài này nó có những cái đặc điểm gì đó. Và các em có thể học tập từ bài này để viết bài cho riêng mình nhé. Chúng ta sẽ cùng xem. The city I created is called Untertal. It uses some amazing technology and is really eco-friendly. Having researched a lot about current cities, I made a great city. The first thing that makes Untertal so good is that it's a very high-tech and safe. Having seen the problems with crime in other cities, I introduced robot police officer in my city. Everyone will feel much safer than Untertal. The next great thing is that it uses the best energy sources. Having learned about pollution, I had Untertal use only solar and hydroelectric power. These energy sources are good for the environment and they will save money, will save the city's money. I think solar panels look cool too. Another great thing is how safe it is. Having learned from other city, I banned cars and buses. They cause lots of traffic accidents. Everyone will ride bicycle to Untertal. It will be safer to walk on the street and the air will be cleaner too. I think Untertal will be a great place for everyone. Chúng ta sẽ cùng xem đoạn này, bài viết này nhé. Đầu tiên, phần đầu tiên còn nói như sau. Thành phố mà tôi tạo ra có tên là Untertal, đúng không? Và nó sẽ sử dụng một số công nghệ tuyệt vời và thực sự là thân thiện với môi trường. Sau khi nghiên cứu rất nhiều về các thành phố hiện tại, đúng không? Thì tôi đã tạo ra một thành phố rất là tuyệt vời. Điều đầu tiên khiến cho Untertal tuyệt vời là nó có một cái công nghệ cao và rất là an toàn. Nhận thấy các vấn đề với tội phạm ở các thành phố khác, thì tôi đã giới thiệu các sĩ quan cảnh sát người máy ở thành phố của mình. Và mọi người sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều ở Untertal. Và điều tuyệt vời tiếp theo là nó sử dụng những nguồn năng lượng tốt nhất. Sau khi tìm hiểu về ô nhiễm thì tôi đã yêu cầu Untertal sử dụng, chỉ sử dụng nhé. Tôi đã yêu cầu Untertal chỉ sử dụng năng lượng mặt trời và thủy điện. Những nguồn năng lượng này thì tốt cho môi trường, đúng không? Và chúng sẽ tiết kiệm được tiền của thành phố, đúng không? Và tôi nghĩ là các tấm pin năng lượng mặt trời trông cũng rất là tuyệt. Và một điều tuyệt vời nữa mà tôi tìm thấy được là nó rất là an toàn như thế nào, đúng không? Rút kinh nghiệm từ các thành phố khác thì tôi đã cấm các ô tô và xe buýt. Chúng đã gây ra rất là nhiều vụ tai nạn giao thông. Vậy là mọi người sẽ đi xe đạp ở trong Untertal và sẽ rất là an toàn, đúng không? Sẽ an toàn hơn khi mà đi bộ trên đường phố và không khí sẽ cũng sạch hơn rất là nhiều, cũng trong lành hơn rất là nhiều. Đó.
Và tôi nghĩ rằng Antatown sẽ là một cái nơi tuyệt vời cho tất cả mọi người. Đó, vậy đây chính là một cái thông tin liên quan đến một thành phố chúng ta đã tạo ra trong tương lai, đúng không? Đó, thành phố của cô có tên là Antatown này, sử dụng các loại công nghệ hiện đại này, đúng không? Điều đầu tiên là sử dụng các loại công nghệ cao và rất là an toàn. Điều thứ hai là sử dụng các nguồn năng lượng tốt nhất. Và điều thứ ba đó chính là nó rất là an toàn, đúng không? Không có tai nạn giao thông và mọi người sẽ luôn luôn an toàn khi mà đi bộ hoặc là hít thở không khí trong lành, đúng không? Đó, an toàn cho tất cả mọi người. Và bài học ngày hôm nay là phần writing đến đây là kết thúc rồi. Vậy trước khi kết thúc chúng ta sẽ cùng nhau xem lại phần kiến thức hôm nay chúng ta đã học nhé. Đầu tiên thì các em đã học cách nói về các vấn đề, đúng không? Các vấn đề của các thành phố và đưa ra các giải pháp để cải thiện những vấn đề này. Đó, đây, các vấn đề đây, các giải pháp trong phần nghe các em có thể vừa làm xong. Và sau đó thì trong phần viết ngày hôm nay các em đã được học cách viết một cái báo cáo. Viết một báo cáo giống như bài của bạn Jessica, đúng không? Nói về một thành phố trong tương lai của mình nghĩ ra. Đó, và các em đã được học cách sử dụng, đó, cách viết hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các mệnh đề phân tử ở hiện tại. Đó, bằng cách dùng là having, đúng không? Having seen, having researched. Đó, rất là nhiều những cái câu và các em đã làm phần B, 15 câu trong phần B writing này rồi. Đó, và phần speaking thì các em đã đưa ra những vấn đề và đưa ra các giải pháp rồi. Phần viết bài thì các em đã được viết một cái báo cáo giống như của bạn Jessica về thành phố trong tương lai của mình. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé. Goodbye.